Chào tất cả các bạn. Mình vừa mới đi gặp bác sĩ về. Đâu á. Thì hôm bữa mình có làm video là bác sĩ gọi mình lên, tại vì bác sĩ nghi là trong thận hay là trong trong cái bàng quang của mình á, có thể là nó có sỏi đá gì đó. Thì bác sĩ kêu mình đi xét nghiệm siêu âm. Sau khi bác sĩ người ta nhận được kết quả đó thì người ta gọi mình lên và người ta báo là mình không sao cả. Nhưng mà các bạn thấy là trên trên người mình á thì mình có hai chỗ, là các bạn thấy mình có hổ nước ruồi ở đây nè. Với lại mình có một cái hổ nước ruồi nó to ở đằng sau đầu mình á. Thì hôm bữa mình hỏi bác sĩ là bác sĩ có cắt được cho mình không, thì bác sĩ nói là ừ được, bác sĩ cắt được cho mình. Thì mình mới quyết định là mình nhờ bác sĩ cắt cái cục đằng sau. Mình mới đi cắt về. Để mình cởi áo cho các bạn coi. Đây, đây là một xíu máu nó dính, mình cũng chưa có thấy nữa. Để mình quay lên video. Đây, bác sĩ cắt ngay chỗ này cho mình. Thì bác sĩ cắt cho mình xong á, thì mình vừa mới đi về đây. Cảm giác nó cũng hơi nhói nhói nhói. Thì bác sĩ cho mình một mớ thuốc để về mình xoa với lại mình uống. Thì tất cả những cái việc mà mình đi khám bác sĩ bên này á, từ cái việc mình đi siêu âm, mình lên mình gặp bác sĩ, thì bác sĩ này người ta gọi là family doctor, tức là bác sĩ gia đình á. Từ việc mình ra gặp bác sĩ cho đến việc siêu âm, cho tới việc bác sĩ người ta làm những cái tiểu phẫu như vậy á, và người ta đưa thuốc cho mình á, mình không có tốn một cái đồng xu nào hết. Và phải nói là sao ta, phải nói là lần đầu tiên trong cuộc đời mình á, là mình thật sự là mình được bác sĩ, y tá và nhân viên, người ta care tới mình á, thực sự là người ta quan tâm tới mình á. Tại vì mỗi lần mình đến á, thì bác sĩ người ta luôn hỏi rất là nhiều thứ, người ta chả như người ta rất là care tới mình á. Và khi người ta có kết quả xét nghiệm này đội nọ, thì một ngày sau ngay lập tức á, mình nhớ là bác sĩ nói mình là đi đi xét nghiệm thứ mình đi xét nghiệm hôm mình nhớ là mình đi xét nghiệm hôm thứ tư. Thì sau 2 ngày á, thì bác sĩ người ta nhận được kết quả, thì người ta báo, người ta gọi mình lên ngay lập tức để người ta nói về kết quả cho mình. Và sau đó thì mình đi siêu âm xong á, thì bên siêu âm người ta sẽ gửi kết quả cho bác sĩ. Thì bác sĩ cũng 1 2 ngày sau người ta nhận được kết quả, người ta gọi cho mình ngay lập tức, và người ta lên người ta trao đổi rất là chi tiết với mình cái kết quả như thế nào. Và tất cả những nhân viên, mà từ nhân viên tiếp tân, y tá và bác sĩ, thì mình thấy là người ta rất là nice với mình luôn. Phải nói là lần đầu tiên trong đời mình mà thật sự là mình cảm giác là mình vô một cái chỗ chăm sóc á, mà người ta thực sự là người ta chăm sóc mình á. Và mình cũng đâu có cần bỏ tiền gì đâu, tại vì tất cả là free free healthcare mà. Thậm chí là mình nói cho bạn nghe, hôm bữa mà mình đi siêu âm á, mình book hàng là 5 giờ nhưng mà 6 giờ mình mới tới, tại vì bữa đó mình bận đi làm quá, 5 giờ chiều mình cũng chưa có ra được, cho nên là 6 giờ mình mới ra. 6 giờ ra thì đi vô đi trễ 1 tiếng, người ta cũng chả nói gì hết, người ta cũng rất là nice luôn. Người ta kêu mình đợi 50 phút xong rồi người bác sĩ người ta available, bác sĩ người ta rảnh thì mình vô mình khám thôi. Nói chung là mình rất là hài lòng với dịch vụ y tế tới thời điểm hiện tại. Sau này thì mình không biết, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình rất là hài lòng với dịch vụ y tế. Thì còn một cái hổ nước ruồi trên mặt mình nữa. Bác sĩ nói mình là bác sĩ có thể cắt cái hổ nước ruồi ra cho mình luôn, nhưng mà mình nói bác sĩ là thôi. Tại vì bác sĩ gia đình á, thì người ta không có máy laser, người ta dùng kéo người ta cắt á. Cho nên là mà cái khuôn mặt của mình mà cái khuôn mặt của mình á, thì mình không muốn là dao kéo nó chạm vào khuôn mặt của mình. Cho nên là nếu mà mình muốn phá cái ổ nước ruồi này thì chắc là mình đi ra cái chỗ chuyên phá ổ nước ruồi á, nó dùng cái máy laser nó bắn á, thì mình hỏi đâu đó là tốn cỡ vài trăm đô hay ngàn đô gì đó, thì chỗ đó mình phải trả tiền rồi. Tại vì chỗ đó là dạng như là cái thẩm mỹ viện á, tư nhân á, thì các bạn phải trả tiền. Còn nếu các bạn đi vô bác sĩ gia đình á, thì người ta không lấy tiền đâu. Giờ mình đi bộ nó cũng nhói 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 cái đầu mình, khó chịu á. Ok, bye các bạn.